Nếu như mọi năm, thì tháng 6, tháng 7 là cao điểm của mùa du lịch hè. Lượng khách đăng ký tour tăng đột biến. Thì năm nay do tình hình dịch COVID-19, nên cao điểm du lịch hè rơi vào giữa tháng 7 và tháng 8. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, thời điểm giữa tháng 7 này, khi mà học sinh các cấp bắt đầu được nghỉ hè, cùng với các chương trình kích cầu của các doanh nghiệp và địa phương, thì nhiều điểm đến như Phú Quốc, Quy Nhơn đã ghi nhận tình trạng quá tải vào một số thời điểm, do lượng khách đăng ký qua các công ty du lịch đông và lượng khách đi tự do cũng khá lớn. Chương trình mà kích cầu du lịch từ tháng 5 thì do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cộng với lại các cái chương trình của các tỉnh thành khác nhau đều có những cái chương trình mà kích cầu du lịch. Vì vậy nên là cũng đã không tránh khỏi được cái việc là nó bị quá tải. Ví dụ như là Phú Quốc, Quy Nhơn, Tuy Hòa thì đấy là những cái điểm mà rất là hot. Tức là một cái nơi mà có rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Chính vì vậy nên là cái khả năng mà quá tải về dịch vụ là nó đã diễn ra. Ví dụ cho đến tận bây giờ là chúng tôi đã gần như là không thể nhận được dịch vụ đối với những đoàn mới cho những tour đi Phú Quốc nếu như mà khách lựa chọn vào tháng 7. Là hoàn toàn là không còn dịch vụ về hướng dẫn viên, về xe hay là khách sạn. Khách sạn Quy Nhơn thì quả thực là cho đến tận bây giờ thì có được một khách sạn để phục vụ cho một đoàn 20-30 khách là điều rất là khó. Chứ không nói gì đến việc là những cái đoàn đến hàng trăm khách. Các doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết, mùa du lịch hè năm nay, các tour biển đảo như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long hay Cát Bà vẫn là những điểm đến yêu thích và thu hút sự quan tâm của du khách Việt. Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp hè này, ngoài các tour biển đảo, thì các doanh nghiệp lữ hành cũng tung ra những sản phẩm du lịch mới và cũng đã nhận được sự quan tâm của khách hàng trong dịp hè này. Đến thời điểm này, toàn bộ tất cả những các cái booking tour đi cái dịp mùa hè gần như đã kín khách, các tour đường bay và đường bộ. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng kết hợp với cả câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái tour gọi là chặt tơ tàu. Đây là những cái tour mà đầu tiên gần như là chưa có đơn vị nào làm cả. Thì câu lạc bộ UNESCO Hà Nội và công ty du lịch Tiên Phong cùng các công ty thành viên đã tổ chức và chạy đi Quảng Bình. Thì chúng tôi đã book khoảng 7 cái tàu của bên đường sắt và chọn tàu mỗi tàu khoảng 12 đến 15 toa. Thì gần như cũng đến giờ đã bán hết hoàn toàn. Sản phẩm du lịch hè của Flamingo Red Tour năm nay đưa ra rất là đa dạng. Bên cạnh những cái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển đến những cái địa danh rất là phổ thông, ví dụ như là Hạ Long, Cát Bà, rồi thì khu vực Đà Nẵng, Hội An, rồi Phú Yên, Quy Nhơn, hay là Phú Quốc, hay là Mũi Né. Thì chúng tôi đã mở rộng thêm các sản phẩm du lịch khác nữa, là sản phẩm du lịch núi. Bởi vì bên cạnh cái việc tắm biển thì rất là nhiều những địa danh, những cái khu nghỉ dưỡng núi mà có khí hậu mát mẻ. Ví dụ như Sapa, như Đà Lạt, đặc biệt là ví dụ như khu Tam Đảo. Một trong những cái địa danh mà được người Pháp lựa chọn là khu nghỉ dưỡng mùa hè. Thế được đưa vào để cho du khách làm đa dạng hóa cái nhu cầu của du khách đi. Du khách không chỉ là nghỉ dưỡng biển mà còn có thể là đi nghỉ dưỡng núi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một lượng lớn khách hàng có kế hoạch đi du lịch quốc tế đã không thực hiện được và chuyển hướng đi du lịch trong nước. Do vậy, các doanh nghiệp lữ hành khuyến cáo, nếu du khách chưa đăng ký tour vào tháng 7, tháng 8, thì nên chuyển dịch nhu cầu du lịch của mình vào tháng 9, tháng 10 để tránh tình trạng bị dịch vụ quá cao, phục vụ thiếu chu đáo do tình trạng quá tải của điểm đến.